Chuẩn tướng Lương Xuân Việt nằm trong danh sách vừa được Tổng thống Donald Trump gửi qua Thượng viện Mỹ để đề cử lên thiếu tướng vào hôm ngày 24 tháng 4 vừa qua. Theo danh sách đăng lại trang web của cơ quan lập pháp liên bang, ông được vinh thăng chuẩn tướng vào ngày 6 tháng 8 năm 2014 và hiện là sĩ quan gốc Việt cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ và cũng là người Mỹ gốc Việt đầu tiên mang lon cấp tướng. Tướng Lương Xuân Việt, con trai cố thiếu tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa Lương Xuân Lương, cùng gia đình đến Hoa Kỳ vào năm 1975 lúc 10 tuổi và định cư tại Mountainville, California. Sau khi tốt nghiệp cử nhân sinh học và cao học khoa học quân sự tại Đại học USC, ông tình nguyện vào quân đội mang cấp bậc thiếu úy bộ binh năm 1987 và được chọn vào danh sách sĩ quan hiện dịch đóng tại tiểu bang Colorado. Sau đó ông lần lượt giữ các chức vụ trung đội trưởng rồi đại đội phó. Vài năm sau, ông lên trung tá, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 505, lữ đoàn 3, sư đoàn 82 nhảy dù. Rồi ông lên đại tá làm lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3, sư đoàn 101 nhảy dù. Khi được thăng chuẩn tướng, ông là tư lệnh phó sư đoàn 1 thiết kỵ. Sau đó ông làm tư lệnh bộ tư lệnh huấn luyện và trợ giúp miền Nam, rồi làm chỉ huy phòng 8, phòng tham mưu phó bộ tham mưu lục quân. Hiện nay ông là tham mưu trưởng bộ tư lệnh lục quân trung ương Hoa Kỳ. Tướng Lương Xuân Việt là một người Mỹ gốc Việt hiện đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và quân hàm chuẩn tướng lục quân. Ông là con trai duy nhất trong gia đình có 7 chị em gái. Ông còn mẹ năm nay khoảng 80 tuổi sinh sống tại Los Angeles và cha ông là cựu thiếu tá sư đoàn thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa Lương Xuân Đương đã qua đời vào năm 1997 tại California. Khi tới Hoa Kỳ vào năm 1975, cậu bé Lương Xuân Việt chưa đầy 10 tuổi và gia đình ông đã chọn thành phố Mountainville, California để sinh sống. Sau khi tốt nghiệp cử nhân sinh học và cao học khoa học quân sự tại Đại học Nam California, ông tình nguyện vào quân đội mang cấp bậc thiếu úy bộ binh năm 1987 và được chọn vào danh sách sĩ quan hiện dịch đồn trú tại Colorado. Ông lần lượt giữ chức vụ trong đội trưởng rồi đại đội phó bộ binh. Ông được đề bạt sang sư đoàn 101 biệt kích dù, lần lượt giữ các chức vụ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng rồi lữ đoàn trưởng. Ông lần lượt giữ các chức vụ tác chiến cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, cũng như là tham mưu và huấn luyện. Trước khi được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm vào chức vụ lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3, sư đoàn 101 không kỵ, ông đã làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 505 bộ binh nhảy dù Hoa Kỳ vào năm 2005 và chiến đấu tại chiến trường Iraq với cấp bậc trung tá phục vụ chiến dịch người Iraq tự do. Thăng cấp đại tá, ông trở thành lữ đoàn trưởng cho chiến trường Afghanistan năm 2012. Ông được cử về Đại học Stanford để tham gia huấn luyện chính trị cao cấp. Ông được Chính phủ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thăng cấp bậc chuẩn tướng lục quân đội Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 5 năm 2014, chính thức tấn phong ngày 6 tháng 8 năm 2014, trở thành tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên trong quân lực Hoa Kỳ. Chức vụ hiện tại của ông là tư lệnh phó sư đoàn kỵ binh số 1 Hoa Kỳ, phụ trách hành quân tác chiến. Kính thưa quý vị, nói đến tướng tá gốc Việt trong quân đội Hoa Kỳ thì hiện có khoảng 1.000 sĩ quan người Mỹ gốc Việt với trên 20 đại tá thuộc 3 quân chủng. Một số đã đủ điều kiện thâm niên để được đề nghị thăng tướng hay chuẩn đô đốc hải quân. Theo Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt, để được thăng cấp tướng cần thông qua sự phê chuẩn của Quốc hội Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc Việt đầu tiên được đề nghị phong hàm tướng như quý vị đã biết, đó là tướng Lương Xuân Việt. Ngày 4 tháng 6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử thăng cấp cho Đại tá Lương Xuân Việt, Phó Tư lệnh Sư đoàn Không kỵ số 1 quân đội Hoa Kỳ, lên hàm chuẩn tướng trong một danh sách phong cấp trình Thượng viện Hoa Kỳ. Ông Lương Xuân Việt là một trong 37 đại tá được đề nghị lên chức chuẩn tướng. Trong danh sách còn có một người châu Á khác là Đại tá Richard C.S. Kim, gốc người Hàn Quốc. Ông Việt là con trai duy nhất trong gia đình. Bên cạnh nam giới, hiện có rất nhiều phụ nữ gốc Việt phục vụ và chiến đấu trong quân đội Hoa Kỳ với cấp hàm cao.
Elizabeth Phạm, phụ nữ gốc Á đầu tiên lái FA-18. Elizabeth Phạm có lẽ là một trong số rất ít người Mỹ gốc Việt được ngồi lên tiêm kích hạm thế hệ thứ tư hiện đại của Không quân Hải quân Mỹ FA-18. Đặc biệt nhất là bà cũng là người phụ nữ gốc châu Á đầu tiên lái FA-18. Theo một số thông tin được công bố, hiện gia đình bà cư trú tại thành phố San Diego, bang California. Cha của bà vốn là cựu bác sĩ quân y quân đội chế độ hại Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Elizabeth Phạm đã nhập ngũ và được tuyển chọn học tập trở thành phi công lái máy bay chiến đấu. Bà đã xuất sắc đỗ thủ khoa trong khóa học hạ cánh xuống tàu sân bay, chung với nam giới, thử thách lớn nhất cho mọi phi công hải quân Hoa Kỳ. Trong thời gian phục vụ, bà đã tham gia các hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương, chiến trường Trung Đông, đặc biệt là tại Iraq, với vai trò yểm trợ hỏa lực cho lực lượng lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ trong các chiến dịch truy quét quân phiến loạn. Với những thành tích đạt được, Elizabeth Phạm đã được phong hàm thiếu tá. Nhiệm vụ của bà là trực chiến tàu sân bay USS George Washington CNV-83 đóng tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, Melin Trần Huỳnh là nữ đại tá không quân. Bác sĩ Melin Trần Huỳnh, tên Việt Nam là Trần Thị Phương Đài, hiện là giám đốc cơ quan y khoa của Không quân Hoa Kỳ, Air Force Medical Service, viết tắt là ARMS, thuộc chương trình chuyên viên y tế quốc tế International Health Specialist, viết tắt là IHS, đã được thăng quân hàm đại tá vào ngày 14 tháng 5 năm 2010. Ở chức vụ giám đốc AFMS, Trần Huỳnh có trách nhiệm thiết lập các quy định, hướng dẫn và giám sát cho 65 nhân viên thuộc quyền ở 15 địa điểm khác nhau trên thế giới và cho cả 150 nhân viên quân y của Không quân Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp văn bằng cử nhân và bác sĩ y khoa tại Đại học Virginia, Melin Trần phục vụ trong Không quân Mỹ suốt 18 năm và hướng dẫn 25 cuộc trao đổi hợp tác về y tế ở 15 quốc gia, trong đó có 2 lần ở quê hương Việt Nam. Cụ thể là nhóm công tác của bà đã thực hiện những cuộc giải phẫu và chăm sóc y tế cho hơn 3.000 người tại Huế và vùng phụ cận, kể cả xây dựng lại hạ tầng cơ sở cho các trường học. Có thể nói là thành tựu của nữ bác sĩ Melin Trần không những là một niềm vinh dự cho riêng bà, mà còn là của cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, điều đáng ca ngợi nơi Melin hơn nữa là bà vẫn không quên nguồn cội đã nhiều lần trở về Việt Nam để cung cấp chăm sóc y tế cho người nghèo và thiếu may mắn. Một điều hãnh diện khác về một người phụ nữ gốc Việt đã tham gia đóng tàu sân bay Hoa Kỳ, đó là bà Giao Phan, phó giám đốc cơ quan quản trị các chương trình tiếp thu quân dụng của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, USCG, và là người trực tiếp tham gia đóng tàu sân bay USS George H. W. Bush. USS George H. W. Bush là một trong những tàu chiến lớn nhất trên thế giới, thuộc lớp tàu sân bay Nimitz của Hải quân Mỹ. Dự án đóng mẫu hạm này được bắt đầu từ năm 2001 và kết thúc vào năm 2009. Vào thời gian đó, khi còn trên cương vị trợ lý giám đốc dự án, bà Giao Phan được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động liên quan đến việc thiết kế, xây dựng, kiểm tra, xác định và bàn giao tàu chiến này. Bà Giao Phan và gia đình sang Hoa Kỳ định cư sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, lúc đó bà mới 15 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư công chính tại Đại học Công nghệ Virginia năm 1984, bà Giao làm việc cho Hải quân Mỹ trong suốt hơn 20 năm sau đó. Trước khi vào làm việc tại lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, bà Giao Phan đã có thời gian dài đảm nhận các công việc tại Lầu Năm Góc. Năm 2007, bà chuyển sang công tác tại lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ với vị trí lãnh đạo cấp cao cơ quan tiếp thu quân dụng. Trên cương vị phó giám đốc, bà quản lý và giám sát dự án tiếp thu quân dụng trị giá 27 tỷ USD, trong đó có việc duy trì và hiện đại hóa các loại máy bay, tàu chiến, v.v. để phục vụ cho nhiều hoạt động trên biển và của lực lượng tuần duyên. Bà cũng đứng trong hàng ngũ những nhân viên dân sự cấp cao nhất trong lực lượng bảo vệ bờ biển, đơn vị quân sự duy nhất trong khuôn khổ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Chia sẻ về công việc của mình, bà cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển USCG muốn đạt được kết quả mỹ mãn trong các nhiệm vụ thì cần được trang bị các máy bay, trực thăng, tàu bè mới và tối tân. Vì vậy, công việc chính của tôi là theo dõi các hoạt động, từ việc đấu thầu cho tới việc kiểm tra tiến trình đóng tàu của nhà thầu.
rồi sau đó bàn giao tàu hay máy bay mới cho USCG. Với những thành tích đã đạt được, bà Zhao Fan vinh dự nhận những phần thưởng cao quý nhất mà Hải quân Mỹ trao tặng cho những nhân viên dân sự có thành tích và những đóng góp xuất sắc nhất. Trong đó cũng có những huân chương như Superior Civilian Service Award năm 2006, Navy Merit Civilian Award năm 2004. Bà Zhao Fan khiêm tốn nói về những thành tích mà bà đạt được, được vinh danh những giải thưởng này thì thực sự là tôi rất ngại vì bối rối. Ai cũng biết đâu có người nào có thể đạt được thành công một mình đâu. Bà cũng chia sẻ rằng, có rất nhiều cơ hội để bạn trẻ gốc Việt tham gia vào lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, cũng như cơ hội để các bạn thăng tiến tại đơn vị này. Nhưng điều quan trọng là phải có niềm tin và quyết tâm cao. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.